và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Phó Tổng Ngọc Trinh khoe xế hộp 12 tỷ đi gặp Hương Giang. Vốn nổi tiếng với hình ảnh bước xuống ô tô quyền lực, Phó Tổng Ngọc Trinh đã tận dụng lợi thế này để đi ký hợp đồng với Hoa hậu Hương Giang. Nói gót đàn chị Ngọc Trinh, Hoa hậu Hương Giang bắt đầu dấn thân vào thương trường. Từ hơn một tháng nay, bạn gái doanh nhân Mắt Liêu thành lập công ty, làm lễ cúng tổ nghề và chăm chỉ với nhiều hoạt động hội họp. Đặc biệt Hương Giang còn hợp tác làm ăn với Phó Tổng Ngọc Trinh. Trong ngày Hương Giang lên chức CEO, người đẹp Trà Vinh đã tặng đàn em một chiếc túi hàng hiệu sang chảnh. Có thể thấy tình chị em của cặp đôi ngày càng đi lên kể từ khi có dự án kinh doanh chung. Mới đây Hương Giang cùng Phó Tổng Ngọc Trinh còn dắt nhau đi ký hợp đồng, đánh dấu sự hợp tác kinh doanh nghiêm túc, chuyên nghiệp. Chưa rõ hai người đẹp sẽ càng quét thị trường làm đẹp Việt ra sao, tuy nhiên màn đánh chống cua chiên trong ngày ký hợp đồng đã khiến dư luận không ngừng chú ý. Nói về mỹ nhân bước xuống xe, Ngọc Trinh vẫn là tượng đài của showbiz Việt. Cô mua xe 12 tỷ này từ năm 2017 và rất ưng ý với chiếc bốn bánh hạng sang. Quả thực Ngọc Trinh xinh đẹp sang trọng, còn đứng cạnh Hương Giang tài năng sắc sảo đã khiến cho những bức ảnh của họ nhận nút ngàn like. Đặc biệt Ngọc Trinh còn biết cách chiếm chọn spotlight khi bước xuống từ chiếc xế hộp trị giá hơn 12 tỷ. Hình ảnh quyền lực của nữ doanh nhân chân dài nhanh chóng khiến hoa hậu chuyển giới đôi phần lép vế. Cùng chúc cho cái bắt tay của hai người đẹp ngày một thăng hoa hơn. Hương Giang cũng đang là CEO một công ty, cô được dàn Phó Tổng Ngọc Trinh tư vấn cho nhiều lời khuyên bổ ích khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Từ khi trở thành nữ doanh nhân, Hương Giang thường xuyên diện trang phục thanh lịch, mang túi hiệu cực chanh xả. Ngọc Trinh đến một trung tâm hội nghị ở Sài Gòn. Khi dự các sự kiện của làng giải trí, người đẹp hay mặc sexy, nhưng với các hoạt động kinh doanh, cô chuộng style thanh lịch và chuẩn mực. Ngọc Trinh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ và mỹ phẩm làm đẹp. Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê Trà Vinh. Cô là người mẫu, diễn viên nổi tiếng Việt Nam. Từ năm 2011, cô lấn sang kinh doanh dịch vụ làm đẹp. Đến thời điểm hiện tại, cô có khối tài sản hàng hiệu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Tháng 9, 2020, Ngọc Trinh lên chức phó tổng. Trong tập đoàn của cô, người đẹp bắt đầu mở rộng hợp tác kinh doanh. Đáng chú ý là cái bắt tay với Hoa hậu Hương Giang để sản xuất một thương hiệu mỹ phẩm mới.